Em lại chào cả nhà nhá. Hôm nay em quay trở lại vườn vải U Hồng rồi nhá. Đã lên mã nha cả nhà nhá. Đây vườn vải U Hồng này cũng đã lên mã rồi. Đấy. Thì em hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà là dự kiến vải năm nay, giá vải năm nay nhá. Em sẽ đi phân tích về cái giá vải năm nay liệu nó có vượt qua cái giá vải của năm 2019 hay không nhé cả nhà nha. Đối với năm 2019 ấy thì là vải ấy thì là nó vẫn là gọi là tương đối là được mùa nhé cả nhà nha. Nhưng mà năm nay là năm 2024 đây là giá vải của nó có vượt không, và cái độ vải năm 2024 này thì là nó mất mùa nhiều hơn rất nhiều. Đấy, nếu mà thời điểm mà vải năm 2019 ấy thì là nó vẫn được 40%. Đấy, nó phải được vẫn được khoảng độ tầm 30% hoặc 40%, nó phải tầm đấy. Nhưng mà riêng năm nay tỷ lệ vải ấy, mất mùa nó phải đến 97%. Đấy. Nó chỉ được cái vải u trứng, u hồng với lại vải Thanh Hà thôi. Gọi là được, nhưng mà nó không chưa hẳn là được mùa nhá cả nhà nha. Nó chỉ được chút chút thôi chứ không hẳn là được mùa. Đấy, đối với cây vải u hồng ấy thì là năm nay được mùa nhá. U hồng thì vẫn được mùa. Thì Thanh Hà mới đầu ấy thì là bảo được 50-50, nhưng mà về sau ấy cây vải Thanh Hà nó đẩy lộc mạnh quá, nó chỉ đạt khoảng độ tầm 30% thôi. Em nghĩ là 30% thôi. Đấy, nó chỉ đạt như vậy thôi. Đấy, thì hôm nay em lên video là ngày 14 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Giáp Thìn. Đấy, thì em sẽ đi lên đây là em nói chuyện với cả nhà, là em quay trở lại thăm vườn vải U Hồng. Thì em sẽ nói chuyện với cả nhà về cái giá cả nhá cả nhà nha. Giá cả ấy, thì ở chỗ Tân Quang thì với lại một số điểm ở khu dưới kia là anh em có bán tại vườn ấy, thì anh em cũng đăng lên tút với lại đăng lên Facebook ấy cả nhà, là giá nó chỉ dao động khoảng tầm 40 nhá, 40 đến 50 nghìn thôi. Đấy, nó dao động. À, vải u hồng, u trứng nó chỉ dao động như vậy thôi. Đấy. Thì đầu vụ ấy thì là nó chưa có vải đẹp nhá cả nhà nhá. Em xin nói với cả nhà là đầu vụ ấy, thì nó chưa có vải đẹp. Đấy. Nó chỉ gọi là mới chớm lên mã thôi, nó mới báo mã thôi, lên mã thôi, chưa có đẹp nhá. Đây, ví dụ những cái quả này nó cũng như vậy. Đấy. Nó mới chớm thôi nhá cả nhà nhá. Đấy. Thì dự kiến là cái giá vải năm nay ấy, nó sẽ khả năng là nó sẽ vượt năm 2019 nha cả nhà nha. Nó sẽ vượt năm 2019, bởi vì năm nay nó cái tỷ lệ mất mùa ấy thì là nó phải mất đến 97-98% là mất mùa. Đấy, chứ còn như những cái năm đấy thì là vẫn còn được nhá. Đấy, tỷ lệ vải năm 2019 nó vẫn được. Thì em đi phân tích ấy thì là cái giá cả vải đấy thì là đến thời điểm này là ở trong vực khu vực Tây Nguyên đấy, những mấy tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đấy thì là giá vải ấy, thì là đã hạ nhiệt nhá, nó không ở ngưỡng là 60.000 trên 60.000 nữa. Đấy, theo nhiều anh em ở trong đấy là đã có đăng lên đấy, thì là ngưỡng vải ở trong đấy là nó đã tụt. Đấy, nó không được cái ngưỡng là 60 trên 60 65.000 nữa. Đấy cả nhà, là ở ngoài Bắc này bắt đầu là nó đã có vải nhá, ở ngoài Bắc đã có vải, là thương lái nó sẽ bắt đầu là nó sẽ dồn về khu vực ngoài Bắc này. Đấy cả nhà, thì là vải ở trong đấy thì là nó bị tụt. Đấy, thì là vải ở trong đấy là em sẽ căn vào cái vải là ở trong khu vực Tây Nguyên, là em sẽ đi khảo sát về cái giá vải ở ngoài Bắc được. Đấy cả nhà, bởi vì giá vải Tây Nguyên là mới đầu của nó là đỉnh điểm của nó là giá vải ở trong đấy là 50.000 cả nhà, 50.000 đến 65.000 nhá, giá vải đỉnh điểm ở trong đấy. Thì là em nhìn qua những cái video và những cái
anh em đang ở trong đấy, đấy thì vải ở trong đấy thì nó không bao giờ đạt được chất lượng như ở ngoài Bắc. Nếu mà đến thời điểm ở ngoài Bắc mà nó bán ấy cả nhà, nhiều bác bán ấy thì giá vải ở ngoài Bắc ấy, cái quả vải ở ngoài Bắc ấy thì là nó sẽ đẹp hơn ở khu vực ở trong. Những vải đợt trước là các bác có quay lên ở trong ấy thì là nó chưa đạt. Đấy, quả vải chưa đạt nhưng mà giá nó đã có 50.000 đến 65.000, dao động như vậy nhá cả nhà nhá. Nếu mà ở ngoài Bắc đấy mà vải chăm đẹp hơn đấy là khả năng năm nay cái giá cả nó sẽ vượt lên khoảng độ tầm 80.000. Đấy, nó sẽ 70.000, 80.000. Kiểu gì nó cũng sẽ vượt trội hơn là vải ở trong khu vực Tây Nguyên nhé cả nhà nhá. Bởi vì vải ngoài Bắc ấy là các bác chăm nó đẹp hơn, kiểu gì nó sẽ vượt trội hơn. Ở trong đấy khoảng độ tầm vài lẻ. Đấy, còn cái giá 90-100 ấy thì em không biết, nhưng mà cái giá khoảng độ tầm 70.000 đến 80.000 khả năng là có nhá cả nhà nhá. Khả năng là có đối với vải đẹp nhá. Em thì nó em nói với vải đẹp thôi, chứ còn nếu mà vải bình thường ấy thì chắc giá nó cũng chỉ dao động khoảng độ tầm 40 đến 50.000 thôi. Giá vải nó không được đạt đấy thì nó chắc nó chỉ khoảng như vậy thôi. Bởi vì năm nay ấy vải ở trong đấy đã có cái giá là 50 đến 65.000 rồi. Kiểu gì ở ngoài Bắc vải nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ có cái giá và nó sẽ khác hơn. Đấy, nó sẽ cao hơn ở trong đấy vài lẻ nhá, kiểu gì nó cũng cao hơn nhá cả nhà nhá. Đấy, theo em là em đi phân tích là em lấy cái vải ở trong đấy. Nếu mà vải ở trong đấy thì nếu mà ví dụ bán được 70-80 đi thì ở ngoài Bắc kiểu gì nó cũng sẽ nhỉnh hơn nhá cả nhà. Đấy, nó sẽ nhỉnh hơn. Nhưng mà vải ở trong đấy thì năm nay nó chỉ đạt khoảng tầm 65.000 thôi. Đấy, những vải nào là gọi là đẹp lắm rồi, nó chỉ đạt 65.000 thôi. Đấy, nếu mà như vậy thì là ngoài Bắc là nó sẽ có cái ngưỡng vải, giá vải là năm nay có khả năng là nó sẽ vượt năm 2019 nha, nó sẽ vượt nha. Như năm 2019 đấy, nó giá vải của nó cũng chỉ đạt khoảng độ tầm 70.000 thôi, 70.000 quay đầu cả nhà. Đấy, 70.000 hoặc là 7, có bác có đăng lên một cái phiếu đấy 74.000 cả nhà. Chứ nhiều bác là năm đấy là có nói là vải năm 2019 ấy, nhiều bác có nói là người ta bán 80 rồi. Nhưng mà em chưa thấy nha cả nhà nhá. Có bác là có ghi cái phiếu 74, nhưng mà trong khi đó các bác phải hiểu cái này. Đối với những cái điểm cân ấy, họ chỉ lấy khoảng độ tầm, ví dụ buổi sáng nhá, họ chỉ lấy khoảng độ tầm 3 sọt thôi. Đấy. Còn hầu như là họ sẽ đánh xuống 60 hết. Đấy. Ví dụ mình sẽ, cái điểm cân của mình là mình sẽ đánh thu hút kiểu này này. Đấy, cả nhà phải hiểu là họ cân vải đấy, họ sẽ đánh cân kiểu này này. Buổi sáng sẽ ra chọn được khoảng độ tầm 3 sọt. Đấy, 3 sọt đến 5 sọt nhá. Là họ sẽ lấy cái giá khoảng độ tầm 70.000 hoặc là 80.000. Đấy. Họ sẽ lấy khoảng độ tầm 3 sọt hoặc 5 sọt thôi. Bắt đầu là khi mà họ dân nó đến là nhiều hơn là họ sẽ đánh tụt xuống là 60.000, 55.000 thôi. Đấy. Người ta gọi là người ta câu gọi là lấy cái bài người ta để lấy khách, để cho những anh em bảo là ây dồi giá ở kia 70, 80 cơ. Đấy. Bắt đầu là đua nhau là kéo vải về chỗ đấy. Đấy, kéo vải về chỗ họ. Khi mà họ nhìn thấy nhiều hàng là mà họ sẽ đánh tụt xuống. Đấy, họ sẽ đánh tụt xuống khoảng độ tầm 60.000 thôi. Đấy, đang mua vài sọt như đấy họ sẽ đánh tụt ngay. Đấy. Đấy là cái bài của họ, là họ kéo khách nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Nếu mà vải bắt đầu là càng dư hàng là họ càng đánh tụt xuống 50, đấy, 40 chẳng hạn. Nhưng mà khi nếu mà vẫn thiếu hàng đấy là họ sẽ lấy ở cái giá 60, 60 đều đều thôi. Chứ họ không bao giờ lấy cái giá 7, 80 đâu. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Đấy, cả nhà đi bán ấy, cả nhà phải biết mà lựa mà bán, kể cả bán tại vườn hoặc là kèm đi bán là cả nhà phải lựa nhá. Nhưng mà riêng năm nay, đối với năm nay là vải tương đối là mất mùa nặng. Đấy, nếu mà hàng ấy, hàng đi chợ ở trong những khu tỉnh lẻ đấy còn không có vải nhá cả nhà nhá. Đối với những tỉnh lẻ còn không có vải mà ăn. Đấy, cả nhà phải hiểu rồi. Ví dụ như cây vải U9 ở trước mặt của em đây.
là nếu mà cây ở gần đường ấy nhá cả nhà nhá, cây ở gần đường, ví dụ quả như thế này đi, là trẻ con đến tầm này là nó vặt bằng trụi nhá cả nhà nhá. Đấy, đến 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 người dân lục ngạn này, người dân lục ngạn còn giờ còn không có vải để ăn nhá cả nhà nhá. Đấy, dân lục ngạn không có vải để ăn, nói chi là khu vực khác. Đấy, thời điểm này là nếu mà quả như thế này là rất chi là thèm rồi, nếu mà nhìn này là chảy nước miếng rồi cả nhà. Đấy, rất lâu rồi, hàng 1 năm rồi này chưa được ăn quả vải đấy cả nhà, 1 năm rồi là chưa được ăn quả vải nhá. Đấy, đến thời điểm này thấy quả vải như thế này là trẻ con, là những không phải trẻ con mà người lớn cũng chảy nước miếng rồi cả nhà. Đấy, thì như những cây này ở gần đường là đi học sinh các thứ là đi qua là xuống là tớp cái là lấy về ăn ngay. Đấy, vặt bằng trụi nhá cả nhà nhá. Đấy, hôm nọ có nói chuyện với anh em ấy, bảo là ôi rồi mấy cây vải ở gần đường ấy không không trăng lưới ấy, người đi qua trẻ con ấy thấy người ới ới là không cho vặt rồi, nhưng mà vẫn cố tình đi xuống là vặt vặt bằng được nhá cả nhà nhá, lấy bằng được về ăn. Đấy cả nhà, đúng là thấy là thèm nhá cả nhà nhá. Thì em đây là vườn vải của ông, vườn vải đây là vườn vải ông chú nhá, thì em cũng xin phép là thưởng thức nhá. Em sẽ cố gắng thưởng thức một 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 hai quả gì đấy, em sẽ mời cả nhà nhá. Đây là vải vải u hồng, vải đầu vụ nhá cả nhà nhá. Em sẽ mời cả nhà thưởng thức một quả xem nó có bị sâu cuống không. Đấy, em sẽ mời cả nhà thưởng thức một quả nhá. Đây này, bình thường ăn ấy thì mình sẽ bóc vào đầu đây nhá cả nhà nhá. Đấy, đây này, quả không sâu cuống nhá, có thể cắn được cả nhà. Đây này, đấy, ngọt lắm rồi cả nhà, ngọt lịm luôn. Đấy, rồi em xin được mời cả nhà nhá, mời cả nhà cùng thưởng thức quả vải đầu vụ nhá. Đấy, rất ngọt, ngọt rồi không chua đâu cả nhà, ngọt lắm. Tuyệt vời nha cả nhà nha, tuyệt vời. Nếu mà đúng là như thế này mà trẻ con không vặt trụi mới là lạ. Nếu mà ở gần đường mà không 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 trăng lưới, đúng là vặt trụi thật, nhìn đã thèm rồi. Đấy, video hôm nay em lên phân tích với cả nhà là vải nó sẽ năm nay nó sẽ lập cái giá kỷ lục, nó sẽ vượt qua là năm năm 2019 nha cả nhà nhá. Nó sẽ vượt rào, nó sẽ vượt lập kỷ lục cả cái giá năm 2019 nha cả nhà nhá. Nó sẽ vượt lên, nếu mà vải đẹp ấy 100k, có khả năng là 100k em không biết, nhưng mà có khả năng là cứ độ tầm 80 80 là có, chắc chắc chắn là 80 nhá cả nhà nhá. Riêng vải đẹp cứ gọi là đẹp long lanh mã lên hết 80 là có nhá, bắt chắc nếu mà các bác làm vải đẹp ấy. Còn vải xấu thì em không biết. Đấy, khả năng là giá vải 70-80 đều đều như vắt chanh đối với anh em mà làm vải đẹp. Còn vải vải xấu ấy nó cũng dao động khoảng độ tầm 3-4 nghìn, tầm 3-40 nghìn á, nó tùy thôi, chứ còn không hẳn là bác nào nó cũng được 70-80 nghìn đâu. Đấy, nếu mà đổ xô xô đi bù lại thì là giá vải cứ 60 nghìn được rồi. Đấy cả nhà nhá, gọi là 60 nghìn, 60k cứ đều đều so đi bù lại. Ví dụ cái vải xấu ấy thì mình bán là 50, vải đẹp thì mình bán 70-80, thì so đi bù lại nó chỉ vào 60.000 thôi cả nhà. Nó không bao giờ được hết, ví dụ nó không bao giờ hết được những cái vải mình bán ấy, không bao giờ được cái giá bảo là 80-70 hết, nó không mở ra đấy. Đấy, nó so đi bù lại nó chỉ được khoảng 60 thôi là đạt lắm rồi cả nhà nhá. Đấy, đấy là em nói năm nay nhá, năm 2024 nhá, chứ còn những cái năm khác thì được mùa, thì được mùa là mất giá, được giá thì mất mùa, là câu chuyện của làm vườn nó là như vậy rồi. Đấy, rồi video em lên như vậy thôi, em xin được chào cả nhà nhá.